Đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của Hưng Yên chỉ còn 0,86%, đã giảm 1,07% so với năm 2022, hoàn thành trước 2 năm mục tiêu tại nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra và là một trong số ít tỉnh trong toàn quốc đạt được tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%. Năm 2022, xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi có gần 4% số hộ nghèo, là một trong những xã có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất tại Hưng Yên. Nhờ các giải pháp tích cực trong việc tạo nghề tại khu vực nông thôn, tín chấp cho vay các nguồn vốn và khuyến khích người dân đi làm ăn xa có thu nhập ổn định, nên hết năm 2023, toàn xã chỉ còn 24 hộ nghèo, giảm 15 hộ, còn 1,3% số hộ nghèo. Chúng tôi cũng đã cùng với cả các cơ quan, đơn vị để tạo điều kiện hỗ trợ cho các hộ nghèo, đặc biệt là Ủy ban nhân huyện hỗ trợ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo về cái công việc cũng như là ở các cái trung tâm giáo dục thường xuyên tạo cái việc làm cho các hộ. Đây là một gia đình cả hai vợ chồng đều già yếu, hết tuổi lao động lại không có lương hưu. Con gái đi lấy chồng xa, không có điều kiện phụng dưỡng bố mẹ, song từ cuối năm 2022, các chính sách dành cho người cao tuổi, hộ nghèo của nhà nước của tỉnh Hưng Yên như trợ cấp xã hội với người 75 tuổi trở lên, đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng, người từ 60 tuổi trở lên, ông bà đều được hưởng. Điển hình là được hỗ trợ tiền xây căn nhà mới, qua đó giúp ông bà thoát nghèo. Trước đây nhà tôi toàn dột thôi, tỉnh huyện cho chúng tôi một số tiền là 80 triệu. Nên tôi xây được cái nhà, chúng tôi rất là mừng. Cái ông nhà tôi hưởng cái chế độ 360.000 một tháng, còn tôi thì hưởng cái chế độ 180.000 một tháng, đi khám bệnh không phải mất tiền. Không chỉ giảm nghèo sâu về mức 0,86% năm 2023, mà hộ nghèo tại Hưng Yên còn đang tiếp tục giảm đa chiều và bền vững. Bên cạnh đó, thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt hơn 112 triệu đồng một người một năm. Đây là những kết quả rất quan trọng, minh chứng cho những chính sách an sinh xã hội luôn gắn liền với đà tăng trưởng và quy mô nền kinh tế của Hưng Yên trong các năm qua. Ủy ban tỉnh Hưng Yên cũng đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trình Hội đồng dân là tất cả những đối tượng là người nghèo, người già cô đơn, không nơi nương tựa và không có khả năng thoát nghèo, khoảng hơn 2.000 người đó thì chuyển sang bảo trợ xã hội, tức là nuôi trọn đời để đảm bảo cái hộ nghèo giảm xuống. Đấy là thứ nhất. Vấn đề thứ hai là những hộ nghèo còn lại, tức khoảng hơn 5.000 hộ nghèo này, thì chúng tôi xây dựng một kế hoạch tiếp tục giảm, là những người mà có ruộng sản xuất, không có khả năng, không kiến thức về sản xuất thì tập trung cho vay vốn để hướng dẫn về cách sản xuất, để làm sao mà các hộ nghèo biết về kỹ năng sản xuất để nâng cao hiệu quả lao động và có vốn để sản xuất thì tiếp tục để tăng cái nguồn thu nhập đó, thì để khả năng thoát nghèo cao hơn và giảm nghèo, và kể cả những hộ cận nghèo không trở thành hộ nghèo. Còn những người đối tượng mà không có ruộng sản xuất, tỉnh mỗi một năm là gần 100 tỷ chuyển đến ngân hàng chính sách để ủy thác, để ngân hàng chính sách cho các đối tượng nghèo và cận nghèo vay vốn để tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh, và tiếp tục là tỉnh có các hỗ trợ đào tạo nghề cho các hộ nghèo và hộ cận nghèo để làm sao mà các gia đình này, các con cháu của các gia đình này có điều kiện để tham gia hoạt động sản xuất, vào làm việc ở các nhà máy. Giảm nghèo đa chiều, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo, hỗ trợ hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận đầy đủ các dịch vụ cơ bản, nâng cao chất lượng cuộc sống, phấn đấu đến năm 2025, Hưng Yên chỉ còn dưới 0,5% hộ nghèo hoặc thấp hơn nữa, đang là mục tiêu mà Hưng Yên hướng tới.